Đêm qua theo giờ Việt Nam, Đảng Bảo thủ Anh đã tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai để lựa chọn hai ứng viên cuối cùng tham gia tranh cử vị trí tân Thủ tướng Anh, thay thế ông David Cameron. Kết quả bỏ phiếu cho thấy chiến thắng áp đảo tiếp tục thuộc về Bộ trưởng Nội vụ Theresa May với 199 phiếu trên tổng số 329 lá phiếu của các nghị sĩ trong đảng cầm quyền, bỏ xa Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom ở vị trí thứ hai với 84 phiếu. Về vị trí thứ ba là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove với 46 phiếu và không thể tiếp tục cuộc đua với hai ứng cử viên còn lại. Với những diễn biến hiện nay, nước Anh chắc chắn sẽ có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử và khả năng cao ứng viên sáng giá Theresa May sẽ trở thành bà đầm thép thứ hai sau bà Margaret Thatcher. Phát biểu ngay sau khi kết quả được công bố, bà May khẳng định nước Anh cần một nhà lãnh đạo với tài năng đã được minh chứng để có thể thương lượng và đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho quá trình rời Liên minh châu Âu. Trong khi đó, đối thủ Leadsom ngay từ đầu đã có quan điểm ủng hộ rời EU với quyết tâm vực dậy nền kinh tế Anh hướng tới mục tiêu thịnh vượng thay vì các chính sách thắt lưng buộc bụng. Nhiệm vụ tới đây của 150.000 thành viên đảng bảo thủ trên khắp cả nước là chọn lựa giữa bà May và bà Leadsom trong một cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Người chiến thắng sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh mà không cần tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào đầu tháng 9 tới.